Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ trở lại với cái chế độ PUBG. Và hôm nay thì mình vừa phát hiện ra được một cái trò chơi rất là hay, đó chính là đi gạ đua xe với những thanh niên khác. Vâng, gạ đua xe rồi hốt xác người ta luôn. Chúng tôi gọi đây là chất chơi người rơi. Để mình đi lúc dạo rồi kiếm xe luôn. Chứ rơi vào thành phố lớn thì không biết là lúc bao giờ mới ra để kiếm xe. Lúc dạo thì chúng ta tìm những cái khu vực ít nhà này, nó cũng có nhiều đồ. Mình cũng khá là thích đi lúc dạo, tại vì mình chơi solo mà, cần gì lúc chỗ lớn làm gì, cho bọn kia nó vào lúc chỗ lớn rồi mình giết nó mình lấy đồ. Ok rồi, có một thằng rơi cùng mình kìa ở bên kia. Ok, bạn cứ lúc đối nha, lát hiến máu cho mình. A hí hí rồi, lag thế. Hôm nay không biết là mạng mẽo kiểu gì nó lag ấy nhở. Vâng, tuy là lag nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc. EMP tuyệt vời. Cái này mình không biết tiếng khựa nên mình để auto lút đồ cho nó chắc ăn. Vâng, Uzi thì tầm gần nó rất là bá ấy à. Rồi ra ba này, biết ngay mà. Vào đúng cái nhà toàn đồ thơm. Uzi với ra ba là ok rồi. Mình sẽ lút nhanh để qua hiếp thằng kia lấy đồ, rồi đi kiếm xe, đi gạ đua xe các kiểu. Mình cũng chơi trò này rất là nhiều rồi. Cái trò đi gạ đâm xe các kiểu rất là vui nhá. Mà đâm người ta ấy thì người ta xe người ta bốc khói chứ xe mình là không bốc khói. Rất là hư cấu nhá. Mình khó hiểu ở cái đoạn đấy. Ok, cái này thì được rồi, giờ mình sẽ đi kiếm nó. Vâng, chờ nó lút đồ xong rồi mình sẽ là lút xác của nó thôi. Ok, các bạn hiểu không? Các bạn, lát nữa các bạn sẽ hiểu được những điều mà mình nói ngay lúc này. Rồi, ấn nhầm đuổi giáp 1. MG. Ok, MG không chơi. Chúng ta chơi Uzi đi. Mình rất thích bắn cái khẩu Uzi này. EMP. Nhầm, hay mình hay chơi bên chế độ chết nhầm. Cái game PUBG PC ấy, thì hay gọi đây là Uzi. Còn bên CF mình là gọi là EMP. Rồi chúng ta phải quan sát xung quanh. Chứ cam thằng này là để thằng khác nó cam lại thì nó lút cả hai thằng. Xe ở dưới. Chưa biết là nó lút đến nhà nào rồi. Chúng ta sẽ cùng ngồi đợi. À thấy rồi. Nó đang chuẩn bị lấy xe. Một chiếc xe bé bé xin xin bên này. Như là xe máy. Vâng, thằng này nó không đi xe to mà đi xe máy là sao nhỉ? Để nó ngồi vào xe máy thì mình sẽ hiếp nó. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Rồi gãy. Ok. Các bạn thấy chiến thuật hợp lý không ạ? Ở hiện tại thì mình đeo một cái ba lô rất là xinh. Ba lô này hiện tại thì nó phát cho 7 ngày. Và một cái mũ Noel cũng rất là đẹp nhá. Này cũng không có đồ. Vâng, cũng không có nhiều đồ. À có 4x này, tuyệt vời. Rồi trả huyền thoại, ok. Rồi mấy cái nhà này nó cũng không giàu lắm nhở. Chúng ta sẽ cùng đi gạ đua xe nhở. Mình đi kiếm người đây. Bây giờ thì không biết là. Úi dồi ôi, nó lút hai cái 4x luôn. Đam một cái đi thôi, không cần nhiều. À đây rồi, đua xe không ăn đấy. Rồi không có xe thì gãy rồi. Chạy đâu con lợn này. Thế như mình thấy cái mũ 2 lên đầu của nó. Á đủ gì đấy. Gạ đua xe à. Cô là ai, tôi không quen. Cô đi ra đi. Đâu rồi. À vẫn quay lại này, được. Hay lắm. Hay lắm. Chúng ta sẽ cùng chuyển từ đua xe sang đâm xe ấy à. Rồi. Đó, nó không, nó sợ mình lúc đồ hay sao ấy. Gì đây? Gì đây? Thích thể hiện không? Ủa ơi. Xe mình bị lún này. À, mày lúc đồ của tao này. Rồi. Cái tội tham lam này. Để đấm chết được thằng này. Mày nhây, úi dồi ôi, tổ lái thế. Vâng, bạn ấy chắc là được đào tạo
từ trường nào ghê lắm ấy. Và một cái trường chuyên đào tạo cho những thanh niên tổ hái như này, đâm mãi không chết. Ủa, nó bắn vào đầu mình đúng kìa. Bình tĩnh xem nào. Mày dám bắn vào đầu tao này. Ok, cái tội lút đồ. Vẫn đang đâm xe đi lút đồ. Bạn cũng cảm thấy hư cấu không? Ok, đồ của nó cũng bình thường thôi, chả có gì. Thằng này mắc nghèo. Vẫn được cái thích đùa xe đấy. Ok, I'm fine. Rồi, hai thằng này đều nghèo như nhau. Thế thằng này thích lúc đồ ấy nhở. Đang đi đâm xe các kiểu. À, mình vừa thấy cái gì đỏ đỏ ngoài kia. Cái thằng ở dưới đâu rồi? Chúng ta quan sát xem có những gì xung quanh. Ơ, cái định mới. Thế cũng mất tiết kìa. Đùa ta đi. Đùa xe không anh ơi? Đâu rồi? Quay lại. Xe đạp kìa. Đâu rồi, nó chạy nhanh thế. Nó đi xe đạp còn nhanh hơn cả xe ô tô nữa. Các bạn có cảm thấy hư cấu không? Quá là hư cấu luôn. Đâu rồi? Chạy nhanh thế. Tự nhiên đi xe đạp không biết là dùng tốc biến hay là gì. Quanh đi quẩn lại. À, đừng thích đua xe này. Đâu rồi? Gì đây? Gì đây? Ơ, mày làm gì đây? Rồi, gãy. Tôi không biết nó đang chuyển ra cái tư thế gì. Nó đứng trên cái chiếc xe. Thế nó lại gục. Thầy cũng rào, cũng giáp ba các kiểu. Lấy xe nó đi luôn. Ơ này, đẹp chưa kìa. Ô, đẹp thế nhở. Ủa ơi, đẹp vãi. Vâng, một cánh đồng hoa. Nãy thì mình thấy rồi, nhưng mình đang quan sát xung quanh lắm. Để bây giờ mình mới có cơ hội vào. Cái này mình cũng vào rồi, một lần rồi. Úi dồi, đẹp thế. Rồi mình cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy đẹp không ạ? Giờ chất chơi. Mình cũng không ngạc nhiên lắm, tại vì mình đã qua đây một lần rồi. Và mình ngạc nhiên một cái, tự dưng đi lồng vòng lại quay lại chỗ này. Úi dồi. Cảm thấy cái map nó hơi bị bé. Ơ kìa, úi dồi. Tốc biến kìa. Đâm xe không bạn ấy? Đua xe không? Chạy vòng vòng làm cái gì? Mình phải giết thằng này mới được. Ô, thế nhiên chạy kìa. Vãi cả xoài. Thật là hư cấu. Cái cánh nổ hoa đấy thì hồi đầu mình vừa phát hiện mình thấy rất là thích. Tự dưng trong chế độ VUVG lại có cánh đồng hoa như thế. Úi dồi ôi, các bạn thấy ảo lòi không ạ? Lan mà nó bò vào đấy thì mắc bựa. Cái trận trước mình cũng được bò vào đây, rất là hư cấu luôn. Nhưng mình nghĩ trận này nó không thể giống trận trước được. Rồi mình sẽ đầm nát chiếc xe này. Úi dồi ôi, con xe mình cũng nát này. Vãi xoài. Rồi, nó đâu rồi? À, nó ở đâu kia. Ơ kìa, tốc biến. Úi dồi ôi, mình bị lag anh em ạ. Thực sự là không thể loát được cái chiếc xe nó chạy đến đâu và về đâu. Hay là thằng kia bị lag ra. Úi dồi, đồng xe đấy nhỏ. Úi dồi, 3 xe luôn. Nên mình sẽ lùi về sau để kiếm cái chỗ backup. Để xem chúng nó đua xe kiểu gì trong chế độ này. Mình đua xe thì mình đâm luôn. Chứ bộ này thì chắc là đua xe theo kiểu phong cách bình thường.
Ô nó bắn. Nó bắn chiếc kia nổi kìa. Ơ kìa. Cái này máu trâu vậy. Ô nó như một con bò ấy. Nó chạy rồi. Chắc là mình sẽ di chuyển vào bo thôi. Ở đây mình không thấy ai nữa. Ơ các bạn có nhìn thấy cái gì đây không ạ? Chỗ cho chúng ta làm chiếc thú đấy. Đó là phải bơi qua sông rồi. À, con lợn này chạy được mặt tao này. Có cái điện mệnh. Úi dồi, mày như con bò ấy nhở. Ôi tôi xong rồi, hết đạn. Vâng, thấy cái đầu của nó lách qua nhưng không thể bắn được nữa. Thì chúng ta sẽ dùng khẩu TMP này. Cần nó. May quá, mình nhặt TMP phòng thân. Chứ thực sự dùng đạn M4 không thể đủ được. Mình nghĩ là nó sẽ lên đến nhà này. Chắc chắn luôn. Đấy. Làm gì đây con lợn này? Dùng máu à? Có ai cho mà dùng? Rồi, nó cũng không có gì nhiều. Máu me các kiểu ok đấy. Mình nghĩ sẽ vẫn còn người đi sau lưng mình. Vì chạy vào bo thì phải bơi qua con sông này. Đấy rồi. Ê, tự nhiên làm gì đây? Làm gì đây? Vâng, đổi sang chảo hay sao ấy. Vãi xoài. Rồi, hết chưa? Không biết là còn không. Chắc giờ này cũng... À còn này. Vâng vẫn còn một thiên nhiên đang bơi vào bo. Này thì chạy này. Úi dồi nó cũng biến. Nó không túng viên nào luôn. Chết chơi. Cái đạn. Rồi chạy đâu. Dùng máu này. Dùng máu này. Ok. Úi dồi ôi, thằng này đạn nhiều ấy nhở. Nhiều quá. Chúng ta dùng cả đời không hết. Không giết được mấy cái thằng giàu vãi cả nồi ra ấy. Ok chúng ta lại tiếp tục lên đây cam tiếp. Để xem còn thằng nào chạy vào nữa không. Mình nghĩ đến giờ này thì là hết rồi đấy. Tại vì bo này cũng rất là đau. Chắc hết rồi. Để mình xem nên di chuyển được nào. Thính kìa. Chắc mình nên di chuyển vào bo. Mình nghĩ là như thế. Nhưng di chuyển vào bo muộn tốt hơn anh em ạ. Xem còn ai chạy sau mình nữa không. Trước mặt là không có ấy này. Rồi mình sẽ di chuyển vào bo đi, cho nó chắc chuyện. Vì quan sát nhiều mà không thấy ai thì rất là tốn thời gian. Mà tầm này là di chuyển là vừa rồi. Tại vì
di chuyển bo muộn thì tầm này là ok, còn đi sớm quá thì mình cũng thấy là không được tốt lắm. Mình là một người chuyên là gì di chuyển bo muộn thôi, nhưng mà cũng phải tùy bo nữa, tùy vào bo và tùy vào từng trường hợp. Ơ sao lại có một kính đồng hoa ở đây nữa nhở? Quái xoài. Có nhiều kính đồng hoa quá, đang làm chúng ta hoa cả mắt. Có phải là kính đồng lúc nãy không ta? Bây giờ là khác mà. Ôi vãi thật ý. Ơ hai ba kính đồng. Còn là vi diệu. Các bạn cảm thấy hoa đẹp không ạ? Mình thấy hoa rất là đẹp. Hồi đầu mình thấy mình rất là ngạc nhiên đấy chứ. Và mình đang ở trong bo. Và chúng ta sẽ cùng đợi bo tiếp theo. Sẽ bo đến chỗ nào? Rồi, cố gắng lấy cái top 1 nào. Hoa này nó rất là cao nên nếu mà có thằng nào nằm dưới đất ý, thì thực sự là không thể thấy được. Mình sẽ vào nhà cam. Rồi lag thế. Vâng. Ô không đi được này. Đến những đoạn cuối mà lag như này thì ai chơi. Xong rồi gãy. Đến những pha cuối lại lag. Đậu xanh nữa. Rồi không thể lên được luôn. Xong rồi. Thế này sao lấy top 1 trời. Mình sẽ lấy cái khẩu S12K để dã tầm gần nhá. Đâu full set 3 anh em ạ. Mũ 3 ba lô 3. À chứ nhầm. À đúng rồi, mũ 3 giáp 3 ba lô 3. Phun bộ ba luôn. Chất chơi người rơi. Ôi thôi xong rồi. Lát không đi được này. Ôi thôi xong rồi. Nó lại tóc biến nữa. Nó lại chơi đâm xe mới cay chứ. Cái bọn này nó cũng dở người anh em ạ. Đến những cái bo cuối rồi nó còn chơi đâm xe nữa. Thôi đừng nên đâm mình. Đừng đâm mình. Kiếm mấy thằng khác mà đâm đi. Có 3Z kìa. Có 3Z thì như là một phát là gãy dao ấy. Mình chưa bắn 3Z bao giờ. Nó không thấy mình kìa. Vãi thật. Mình đang rất là lag nhá. Không hiểu sao luôn. Một bé này. Hai bé này. Ok. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Không biết là thằng kia đâu rồi. Không biết ở dưới này nó đã clear chưa. Hay là trên kia ta. Mình đang thấy một con xe ở trên kia. Các bạn thấy xe không ạ? Đẹp không ạ? Màu đỏ luôn ấy. Rồi chúng ta sẽ lấy xe này. Mình phải lấy được con xe kia. Chúng ta sẽ đâm xe bằng những bo cuối. Các bạn thấy chất chơi không ạ? Mình đang rất là nhiều máu ấy à. Máu uống 2-3 trận không hết. Vâng, 38 cái băng đít. Chúng ta gọi đây là băng đít đi. Quá nhiều. Thuốc nước các kiểu. Mình sẽ uống full. Tại vì những còn hai người thôi thì không cần phải để dành làm gì. Mình nghĩ thằng kia nó trên này. Tại vì nãy mình thấy một chiếc xe trên này. À nó chạy lên trên này.
sẽ áp sát cái xe. Mình không nghĩ là nó sẽ ở đống xe, tại vì xe này nó không phải là xe như hồi trước, nó làm khở hết rồi. Hiện tại thì mình cầm S12K, khẩu A12 thì có thể bắn tầm gần. Mình đã chuẩn bị tất tần tật, nhưng xử lý như nào là một cái điều rất là quan trọng. Mình nghĩ bắn thì đơn giản thôi, mình sẽ lấy xe đâm nó nhá. À mình thấy rồi, đây rồi. Thì không biết mình. Ý, nó quay lưng lại với mình kìa. Mình sẽ lấy xe đâm. Ôi giời ơi, vãi xoài. Úi kìa, tôi xong rồi. Bắn luôn. Úi giời ơi, tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Úi còn hai máu. Mà biết ngay mà. Vãi xoài, biết thế cái quả nó xoay lưng lại mình là mình bắn luôn là đẹp. Trời ơi, tích vào xe đâm nữa. Thật là VL. Ôi, cái quả mình xuống xe là một cái quả cực kỳ là ngu người, tại vì nó sẽ bắn trước. Rất là tiếc, tại vì top 1 nó không hề dễ như này. Rất là dễ luôn. Cái quả nó xoay lưng lại mình có thể bắn, nhưng mình muốn lên xe mình đâm cơ. Còn ngu người. Không sao, top 1 thì nó đơn giản thôi. Cơ bản là mình không muốn lấy nó đơn giản như thế. Nó tự gây tạo khó khăn cho mình. Bye bye mọi người nhá.